Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến. Đau buồn, trăn trở, xao xuyến và lưu luyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân là lẽ thường tình của con người. Vì thế, trước sự chia lìa đó, người ta thường trăn trối cho nhau những lời tâm huyết phát xuất từ đáy lòng. Người trăn trối thì thỏa lòng, người đón nhận thì trân trọng và coi đây như lời thiêng liêng để tìm mọi cách thi hành. Hôm nay, Đức Giêsu biết mình sắp rời bỏ thế gian để về với Chúa Cha, nên trong tình nghĩa thầy trò và nhất là vì sứ vụ truyền trao, nên Đức Giêsu đã có những lời trăn trối với các môn đệ. Như Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến các con như vậy. Tiếp theo, Ngài căn dặn các ông, nếu anh em giữ giới răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. Đến đây, chúng ta liên tưởng đến những lời truyền dạy của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Như vậy, với phân mạch, chúng ta có thể hiểu rằng lệnh truyền yêu thương là điều Đức Giêsu mong muốn nơi các môn đệ của mình. Ngài cũng muốn các ông trải dài lệnh truyền ấy, không chỉ bằng lời nói mà là hành động. Tuy nhiên, suốt hơn 2000 năm qua đi, sự giàu có, quyền lực và thực dụng đã làm cho con người ngày càng xa rời nhau khi sự phân biệt giàu nghèo được thiết lập ngay tại tâm can của con người. Vì thế, người ta không ngừng củng cố uy tín bằng quyền lực mà quên đi tình thương. Sự liên đới trong tinh thần trách nhiệm phải chăng là điều xa xỉ? Quan điểm trục giật là đề tài được nhiều người lựa chọn, bởi vì mục đích của họ là thỏa mãn cái bụng, củng cố cái ghế, chứ không phải là sống và thi hành tâm tư lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế nên, xã hội và con người hôm nay nhiều khi không màng chi đến tín nghĩa, ân tình và lòng từ bi thương xót. Lời trăn trối của Đức Giêsu khi xưa phải chăng đã đi vào quên lãng? Không. Nếu con người và xã hội hôm nay không chấp nhận đi vào mối tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta, những người Kitô hữu, mỗi người không thể thờ ơ trước lời trăn trối đầy yêu thương của Đức Giêsu được. Bởi lẽ đây là điều căn bản, thể hiện căn tính của người Công giáo. Mất đi bản chất này, chúng ta không còn là Kitô hữu đúng nghĩa. Lạy Chúa Giêsu, những lời trăn trối của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay đã làm cho mỗi người chúng con phải tự chất vấn lương tâm mình, để từ đó mỗi người biết luôn ý thức sống sao cho xứng đáng với tư cách người môn sinh của Chúa trong thế giới đầy nhiễu nhương và cảm bẫy hôm nay. Amen.